Rồi, bắt đầu. Chúng ta đang đến với thử thách đầu tiên là làm rơi các sticker nè các bạn, mà không được phép dùng tay. Cái đội hình này các bạn hơi rối. quá rối luôn. Thẳng vô. Rồi, ok. Phát cho các bạn một cái sticker. Rồi, chúng ta đến với thử thách số 2. Thử thách số 2 là chia nhóm thành từng nhóm nhỏ 2 người. Nhiệm vụ của nhóm bạn là cổng hoặc ôm đồng đội xong rồi thực hiện đứng lên ngồi xuống 5 lần và hô to rèn luyện sức khỏe. Nhanh, chia nhóm 2 người, cổng đứng lên đứng xuống. Đứng lên đứng xuống 5 lần. Vừa là nè, thử thách nè. Chia thành nhóm nhỏ là 3 cặp, người này cổng người kia, đúng không? Đứng lên ngồi xuống 5 lần và hô cái từ là rèn luyện sức khỏe. Sẵn sàng chưa? Rồi lên. Đây là thử thách số 2 nha các bạn. 1, 2, 3, bắt đầu. Sức khỏe, rèn luyện sức khỏe, rèn luyện sức khỏe, rèn luyện sức khỏe. Đủ chưa? Ok. Chúng ta đang đến với phần thử thách đó là chia thành nhóm nhỏ, mỗi nhóm 2 người. Người này sẽ cổng người kia và sau đó là sẽ thử thách là đứng lên ngồi xuống, giống như là squat vậy đó các bạn ha. 5 lần và cùng nhau hô to và đều là rèn luyện sức khỏe. Các bạn hiểu chưa? La lớn lên, hiểu chưa? Hiểu rồi thì người này nhảy lên lưng của người kia. 1 2 3 lên. Hả? Ai biết? Hên xui. Không. Phải ráng thôi. Chuẩn bị lên. Bây giờ tôi đếm 1, 2, 3 là các bạn thực hiện thử thách nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Rèn luyện sức khỏe. Xin chào tất cả các bạn nha. Chúng ta đang đến với thử thách của team tiếp theo. Đó là mỗi thành viên sẽ dán 3 cái sticker lên trên mặt của mình, đúng không? Thử thách của các bạn là các bạn không được dùng tay. Nhiệm vụ của các bạn là từng người chúng ta sẽ lắc hoặc là dùng cơ mặt này kia gì đó để làm sao rớt ba cái tấm sticker này xuống. Chúng ta sẽ thi đấu theo từng người một nha, ok? Được không các bạn? Làm một lượt đi anh. Không. Từng người một. Nhóm này hiểu rõ chưa? Hô la, hiểu rõ chưa? Ok, nếu mà hiểu rõ rồi thì thử thách của các bạn chuẩn bị bắt đầu. Thôi các bạn, rất là căng. Mạnh lên. Còn một cái nữa. Đâu, hay quá, tới ngàn. Nhanh lên. Tôi có cảm giác là các bạn đang uống thuốc lắc hay sao á. Lắc hơi bị mạnh luôn. Lắc mạnh lên. Em thổi qua bên này là chứ sao em có thổi thẳng không vậy? Nhanh lên. Cố gắng lên. Rồi. Tôi quên chưa nói là các bạn có thể nhờ đồng đội hỗ trợ. Nhanh lên. Lắc đi. Tiếp tục. Còn một cái nữa. Vâng thưa các bạn. Hai người yêu thương nha. Lấy cái miệng nó cắn nè. Lấy cái miệng cắn nha. Yêu nhau lắm. Tiếp tục. Vô. Mạnh lên. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành thử thách, tuyệt vời. Đây. Xin chào tất cả các bạn. Mọi người lắng nghe nè, đây là thử thách của các bạn đây. Thử thách của nhóm của chúng ta là
hãy mời 3 thành viên khác từ 3 đội đối thủ, mỗi đội đối thủ 1 người, trong vòng trong vòng 30 giây, nhiệm vụ của các bạn là hãy chọc cười 3 thành viên này càng nhiều càng tốt. Vượt qua thử thách, nhóm của bạn sẽ có được một mảnh ghép. Rồi ok, bây giờ tôi xin phép mời đội đối thủ, mỗi đội cử một người đi ạ. Đang mời 3 người. Rồi em lên, em lên. 2 người. Còn một người nữa. Khoan, từ từ. Bây giờ để tôi hướng dẫn các bạn chơi. Đứng xích ra một xíu. Ba bạn này đứng ở vị trí trung tâm nè, đứng vị trí trung tâm. Rồi bên kia dàn ra. Rồi thưa các bạn, trước mặt chúng ta đang là ba khuôn mặt chưa chọc đã cười. Đây. Đây là khuôn mặt thứ nhất. Đây là khuôn mặt thứ hai. Và đây là khuôn mặt thứ ba. Tôi cũng không hiểu sao mời ba người này lên trong thử thách này, bởi vì chưa chọc mà thấy các bạn đã cười rồi. Rồi bây giờ nha, chọc cười từng người một, bắt đầu từ bạn này, được chưa? Đồng ý chưa? Rồi đội này bắt đầu chọc cười nè, các bạn từ từ nha, để coi mọi người chọc cười nha. Tất cả mọi người nín. Khoan, cấm đụng, chỉ chọc thôi, không được phép đụng vào người bạn mình, Em cấm cười cho anh, cấm cười. Rồi thử thách chọc cười người đầu tiên bắt đầu. Chưa cười. Chưa cười, phải mở môi ra mới được. Rồi cười. Tới người tiếp theo. Các bạn nhớ nè, chúng ta chỉ có 30 giây để chọc cười thôi. Bắt đầu. Không được động nha. Đứng yên tại chỗ. Hết thời gian. Rồi, người này không cười. Tới người cuối cùng. Rồi, các bạn trật tự nè, chơi cho tốt nè. Người cuối cùng. Không cho đụng nha. Đề nghị các bạn không đụng nha. Cấm sàm sỡ. Rồi, nhàng tập trung, không cười. Ok. Từ từ nha, chuẩn bị nha. Khoan từ từ, để tôi đếm nè. Sẵn sàng chưa, nhàng sẵn sàng chưa? Tại tôi nói mời thí sinh gì mà chưa chọc hết thôi rồi. Rồi chuẩn bị nào, hết giờ rồi, chuẩn bị 1, 2, 3 bắt đầu. Cười tay dơ lú éo vậy, cười sao cười? Lú éo mình nó cho người sao cười? Đúng rồi. Hết giờ. Như vậy là đội này chỉ có hoàn thành được một người cười thôi, coi như là chưa vượt qua được thử thách, đúng không? Rồi bây giờ đội cuối cùng lên. Chào tất cả các bạn, chúng ta đang đến với đội cuối cùng trong thử thách cuối cùng. Thử thách của các bạn như sau: nhóm của các bạn được cung cấp một quả bóng. Nhiệm vụ của nhóm là cùng nhau thảo luận, thống nhất một cái đam mê, mục tiêu của chúng ta và viết lên quả bóng. Ok. Rồi chúng ta viết lên rồi. Hãy nghĩ cách để đưa quả bóng về vạch đích mà không được chạm tay vào quả bóng. Cả team phải vận chuyển quả bóng đam mê về đích cùng nhau. Có thể sử dụng những đồ vật công cụ tìm được ở trong phòng. Rồi ok. Ủa bây giờ khoan, về đích là về đâu mới được chứ? Về đây đúng không? Rồi, nhiệm vụ của các bạn là các bạn chuyển quả bóng này từ đây về tới chỗ bạn Quyên nha. Mà chúng ta nhớ là các bạn không dùng tay, ok? Rồi,
Vậy nó dùng chân đá cái tới rồi. Tất nhiên là cũng không được dùng chân luôn ha. À. Rồi các bạn có được cầm lên trước, được cầm lên trước, sắp xếp rồi. Em cầm dây là cũng không được rồi. Không. Không được, không được dùng tay. Xong chưa, xong chưa, xong chưa? Nghĩ ra chiến thuật chưa? Thì các bạn quả bóng có nội dung bây là bây giờ thấy nào mình tay này để trên giữa đó. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Good job. Đau lưng lại, đau lưng lại. Mất rồi, đau lưng, tay vô luôn á. Khoan 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 từ từ. Từ 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 để tôi coi quả bóng ở đâu, khoan đã. Rồi bắt đầu đi đi, đi đi. Rồi hoàn thành thử thách. Ai ra đề dễ dữ người ta.